Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại Hoa Channel. The Ultimate Force hay là TUF là một trong những dòng laptop gaming có thể nói là nổi tiếng nhất trên thị trường hiện nay, đến từ nhà Asus. Và ngay trong ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu sản phẩm thuộc series này, đó chính là Asus TUF Gaming Dash F15 phiên bản 2022. Và trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu xem liệu trong mức giá dưới 30 triệu thì đây có phải là chiếc laptop mà các bạn nên lựa chọn hay không nhé. Intro thôi. Ok, bây giờ chúng ta hãy đến phần đầu tiên, đó chính là thiết kế, thứ mà mình ấn tượng nhất. Bởi vì ở đây, chúng ta sẽ có một sự dung hòa cực kỳ cân bằng giữa những đường cắt vuông thành sắc cạnh, một chút gì đó hầm hố đến từ một chiếc laptop gaming. Nhưng mà về tổng thể thì vẫn sẽ cực kỳ gọn nhẹ, cực kỳ thoải mái khi mang vác sử dụng hàng ngày. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một thiết kế tổng hòa giữa nhựa và cũng như là kim loại là nhôm. Em laptop này thì có phần vỏ ngoài được làm từ kim loại chắc chắn, chuẩn độ bền quân đội là STD810H mà vẫn có thể giữ được cho trọng lượng rất là nhẹ, chỉ dừng lại ở 2kg. Về tổng thể mặt A này thì mình cũng khá là bất ngờ khi mà ở đây chúng ta có một thiết kế thứ nhất hoàn toàn từ kim loại và thứ hai là panel này khá là mỏng nhưng mà gần như là không có sự flex nào xảy ra cả, vô cùng chắc chắn để cho các bạn có thể sử dụng hàng ngày. Và ở đây chúng ta sẽ có một logo TUF in chìm vào trong phần kim loại này và ở đây chúng ta sẽ có một mấu nhô lên để các bạn có thể dễ dàng mở máy. Quay sang phía mặt B thì ở đây chúng ta sẽ có một tấm màn tràn ba cạnh, độ phân giải là Full HD với công nghệ là IPS và những thông số cực kỳ ấn tượng khác, ví dụ như là tần số quét 144Hz hay là chuẩn màu sắc 45% NTSC và 62,5% sRGB. Và ở đây chúng ta sẽ còn có một tính năng nữa, đó chính là chống lóa. Với đúng tính chất là một laptop gaming thì phần nhìn trên TUF Dash F15 thật sự rất đã mắt. Từ chơi game đến xem phim, hoạt ảnh chuyển động mượt, sắc nét, cho đến hiện tại thì mình chưa thấy điểm gì có thể chê được trên em nó cả. Về phần gaming thì mình sẽ nói kỹ hơn ở phần sau, còn bây giờ hãy quay lại phần màn hình. Khi mà ở đây, chúng ta sẽ có một phần cảm khá là dày với logo Asus truyền thống và một giải vân đường chéo trông khá là bắt mắt. Và phần mấu nhô lên lúc nãy mình có nói thì cũng sẽ giúp cho chiếc máy có thêm diện tích để đạt được một chiếc webcam với chất lượng là 720p. Sang đến phía mặt C thì ở đây mình sẽ dành lời khen cho Asus khi mà đã có thể áp dụng được tính thực dụng và thực tiễn để có thể thiết kế được phần bàn phím cũng như là phần touchpad này. Ở đây khi mà nhắc đến phần bàn phím thì chúng ta sẽ có một bàn phím dạng chiclet full size. Đây có thể nói là một trong những chiếc laptop gaming có bàn phím tốt nhất trên thị trường mà mình từng sử dụng. Khi mà chúng ta đã có đủ các hai dãy phím số, các phím chức năng được gắn rất là thông minh và tiện lợi trên hàng phím F1 đến F12. Và tiện nói thêm thì dãy phím này sẽ chia thành các cụ 4 phím, gần gũi hơn với kiểu bàn phím truyền thống mà chúng ta đã làm quen trên PC. Và ở góc phía trên này còn là 4 phím bao gồm tăng giảm âm lượng, công tắc micro và phím tắt Armoury Crate. Ứng dụng Armoury Crate này ra sao thì mình sẽ nói chi tiết ở phần sau. Còn bây giờ hãy quay lại phần bàn phím khi mà ở đây tính thực dụng và thực tiễn đến từ việc hành trình phím, độ nảy và khoảng cách của phím rất là tốt, rất là thoải mái cho các bạn gõ phím lâu dài. Còn về phần touchpad thì mình cũng không có gì để chê cả. Một diện tích đủ to và phủ chống xước cực kỳ mướt tay, cũng như có thể chừa chỗ cho hai giải kê tay ở đây, giúp cho các bạn có thể gõ lâu dài cực kỳ thoải mái. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có thêm giải đèn LED cực kỳ tốt để cho các bạn có thể hoạt động ở trong điều kiện thiếu sáng. Nghĩa sang hai phía bên cạnh thì chúng ta sẽ có rất nhiều cổng kết nối để hỗ trợ cho các bạn. Lần lượt bao gồm một cổng HDMI, một cổng RJ45 kết nối mạng LAN, hai cổng USB-A 3.2, một cổng USB-C 3.2, một cổng Thunderbolt 4 và một jack 3.5. Đọc líu cái lưỡi như vậy là để có thể cho các bạn thấy là TUF Dash F15 đem đến rất nhiều cổng kết nối, đa dạng lựa chọn để cho các bạn sử dụng. Và ở trong phân khúc laptop gaming này, lại phải nhấn mạnh một lần nữa, TUF Dash F15 đang là cực kỳ tốt để có thể đáp ứng được nhu cầu của mọi người dùng. Ở mặt D này và cũng như là hai cạnh bên thì chúng ta sẽ có một giải tản nhiệt, đúng hơn là ba giải tản nhiệt chạy dài phía ba bên cạnh như thế này. Và có thể nói giải tản nhiệt này chạy khá là êm, mặc dù kể cả ba chế độ, đó chính là Silent, Performance và Turbo. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng thì mình nhận ra là GPU nóng lên khá là nhanh. Và ví dụ như là khi mà mình chơi game là Liên Minh ở trong 30 phút và đã bật chế độ quạt tản nhiệt là Turbo thì máy vẫn sẽ nóng lên cực kỳ nhanh, cực kỳ nhiều. Vậy nên là các bạn hãy cân nhắc điều này giúp mình nhé. Dòng dài vậy là đủ rồi. Và bây giờ chúng ta hãy đến phần quan trọng nhất và đáng giá nhất của chiếc Asus TUF Dash F15 này,
đó chính là phần hiệu năng cấu hình. Và ở đây chúng ta sẽ có một con chip, đó chính là Intel Core i5-12450H hay là Alder Lake. Đây có thể nói là một lựa chọn hợp lý khi mà chúng ta vẫn sẽ có được một mức giá hợp lý mà những thứ như là xung nhịp, khả năng xử lý dừng ở mức tốt cho đến khá. Và tiếp theo ở đây, GPU, một cái tên cực kỳ mạnh mẽ, đó chính là Nvidia RTX 3050T dành cho laptop. Các bạn còn nhớ Armory Core mà mình vừa nói lúc nãy không? Thì ở đây, đây chính là tính năng để hỗ trợ game thủ cực kỳ đắc lực khi mà chúng ta có những tính năng như là Boost GPU, hỗ trợ tản nhiệt, hay là cũng như bật các tính năng bên ngoài, ví dụ như là phần màn hình hiển thị, các chức năng, hay là bật các chế độ mic khử tiếng ồn và cũng như là bật chế độ Dolby Atmos ở đây. Tiện nói về Dolby Atmos thì âm thanh sẽ cực kỳ tốt, cực kỳ thoải mái cho các bạn. Âm thanh tách bạch, nổi khối, stereo 360. Vậy là những bạn nào hay chơi FPS hay là TPS sẽ cực kỳ thích chiếc laptop này đấy. Ok, và trước khi vào phần gaming, và ở đây mình sẽ thử hai tựa game, đó chính là Liên Minh Huyền Thoại và cũng như là một tựa game nặng hơn, đó chính là Hogwarts Legacy. Và để bắt đầu thì mình sẽ mở Armory Crate đây. Thì các bạn thể thấy là tất cả những tinh chỉnh như là GPU Mode hay là chế độ Turbo Performance và Silent ở đây để các bạn có thể tùy chỉnh được để phục vụ cho tác vụ của mình, ví dụ như là gaming hay là tác vụ hàng ngày như là gõ văn bản, xem phim giải trí nhẹ nhàng. Và đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vào Liên Minh. Ok, và trước khi vào trong trận game này thì mình sẽ để tất cả setting ở mức rất cao và cũng như là chờ động bộ dọc này, bỏ giới hạn này, đợi một chút để tinh chỉnh được hoàn thành. Ở đó các bạn có thể thấy, ô kiếm đâu nhỉ? À đây. Ok, và bây giờ thì mình sẽ thử cho các bạn tựa game tiếp theo sẽ nặng đô hơn một chút, đó chính là Hogwarts Legacy. Và mình sẽ tiến hành chỉnh hết cài đặt lên Ultra. Wow. Và cũng như là để FPS là không giới hạn. Và bây giờ cùng mình xem phần thể hiện của em nó khi mà ở trong điều kiện, ví dụ như là Battle Arena, chiến đấu liên tục như thế này thì sẽ như thế nào nhá. Thông tin ngoài lề một chút, các bạn sẽ thấy là quạt tản nhiệt bây giờ đã chạy khá là nhanh rồi để chế độ Turbo. Khá là mượt đấy nhỉ. Gần như nếu không muốn nói là không có hiện tượng giật lag nào các bạn ạ. Có lẽ ở trong tầm giá này thì sự cạnh tranh sẽ rất là khốc liệt với những cái tên sừng sỏ trên thị trường. Tuy nhiên, để mà có được một chiếc máy có thể dung hòa được nhiều yếu tố như là thiết kế đẹp, cấu hình mạnh và những thứ như là tính năng hỗ trợ game thủ cực kỳ đắc lực thì mình nghĩ là Asus TUF -M15 vẫn sẽ là cái tên cực kỳ sáng giá cho các bạn lựa chọn. Vậy các bạn ý kiến khác như thế nào về sản phẩm? Đừng quên để lại ý kiến dưới phần comment video và cũng như là like, subscribe và chuông thông báo để cùng đón chờ những số công nghệ tiếp theo đến từ Hòa Channel nhé. Mình là Sơn Mai và out.